Biết bao lâu rồi mới được ăn lại tô bánh canh cua siêu ngon hoành tráng như thế này. Chuyện là vẫn vừa đặt được 1 ký cua gạch và 2 ký tôm sú, quá trời tươi, quá trời ngon luôn. Sẵn vừa mới đi tiêm ngừa về thấy trong người mệt mệt nè, quyết định nấu bánh canh cua tôm tẩm bổ luôn. Nhìn cái yếm của con cua là biết con cua này nó nhiều gạch cỡ nào rồi hen. Đầu tiên á thì mình sẽ đem sườn đi ngâm nước muối nè, rửa cho sạch, sau đó bỏ vào một cái nồi nước bắt lên, mình nêm nếm một ít gia vị và ninh cái xương nha. Cắt thêm củ cải trắng cho vô nồi luôn. Còn những bé cua bây giờ vẫn phải đành đoạn tiễn em nó về thiên đàng thôi. Sau khi các em cua nó đã về thiên đàng rồi sẽ cho các em nó đi spa thiệt là sạch sẽ, tắm rửa nhẹ nhàng, sau đó cho vào tắm suối nước nóng. Mà các em cua hãy yên tâm đi, các em sẽ không cô đơn đâu, sẽ có đồng hương của các em, đó chính là những bé tôm. Ta nói tắm suối nước nóng xong đứa nào cũng khoái hết trơn á, đứa nào cũng từ cái màu đen thui từ lùi chuyển sang cái màu đỏ rực rỡ tươi tắn. Nói chơi vậy thôi, mọi người nhớ rửa tôm cua cho thiệt là sạch, tại vì khi mà mình luộc chung trong cái nồi nước lèo như vậy nè sẽ ra cái nước ngọt, sẽ giúp cái nước lèo của mình nó ngọt thịt hơn. Lúc mà cho vô á thì mình bỏ cua trước, mình bỏ tôm sau, tại vì tôm nó nhanh chín lắm nha. Lúc vớt ra cũng vậy luôn, mình vớt tôm trước rồi cua mình vớt sau. Xong rồi để cho cái nồi nước lèo nó có cái màu đẹp hơn á, mình sẽ khui cái ống này ra gọi là màu gạch tôm đó mọi người. Mình bỏ vô thì cái nước lèo bánh canh của mình tự động nó sẽ có một cái màu đỏ đỏ rất là đẹp. Bây giờ thì chúng ta cứ nêm nếm sao cho mình cảm thấy vừa ăn là được hen. Nước lèo xong xuôi thì bây giờ mình sẽ đi luộc bánh canh nha. Mình bắt một cái nồi nước lên, mình cho một ít dầu vào, xong rồi mình bỏ bánh canh vô nha, mình luộc. Sau khi mà bánh canh đã chín á thì mình sẽ đem ra, mình đổ ra một cái rổ nè, sau đó mình sẽ ngâm vào nước lạnh một chút xíu nha để cho nó không biết chi nữa. Tại cái đó mẹ Mẫn nói vậy nên là Mẫn làm theo, Mẫn cũng không biết chi nữa. Xong rồi mẹ Mẫn kêu Mẫn là lấy 1-2 giá nước lèo á đổ cho bánh canh vậy đó, để cho bánh canh nó có cái màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Xong xuôi bây giờ đi test thử mấy con cua nè, lấy cái muỗng đập đập cái vỏ nó ra, mở ra trời ơi full gạch, quá trời đã luôn mọi người ơi. Ta nói hồi xưa không biết ai chế ra cái món bánh canh cua này là quá tuyệt vời luôn, một sự kết hợp tuyệt vời giữa cua và bánh canh. Bình thường mình ăn ở ngoài tiệm mình sẽ thấy người ta cho bánh canh vô chung với cái nồi nước lèo người ta để luôn, nhưng mà ở nhà vẫn sợ ăn không hết nó hư á, bởi vì ăn tới đâu là hâm từng phần tới đó. Nước lèo á mình chỉ còn cho miếng bột năng vô là nó tự động nó sệt sệt lại, sau đó mình cho bánh canh vô mình nấu hen, thèn 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 thành phẩm đây cả nhà ơi. Tới khúc này cái tự nhiên Mẫn thắc mắc, ủa rốt cuộc là Mẫn cũng cho bánh canh vô chung với nước lèo Mẫn nấu mà vậy, lúc đầu mẹ Mẫn kêu đổ nước lèo cho bánh canh cho nó có màu đỏ anh chi trời. Mà thôi bỏ qua đi mọi người ơi, trời ơi con tôm nó rất là tươi và chắc thịt luôn, chấm với muối tiêu chanh ớt quá trời ngon luôn nè. Còn con cua thì nó nhiều gạch, ôi ôi ăn gạch nó quá xá đã mọi người. Gạch son về về luôn nha, tao nói nó bùi bùi, chấm muối tiêu chanh ớt tuyệt vời ông mặt trời. Còn cái thịt cua thì nó ngọt thịt khỏi phải nói, nó chắc thịt giá mê. Bởi nói thiệt luôn á, bạn nào mà không ăn được tôm cua là một cái thiệt thòi rất là lớn ở trên cuộc đời này. Mèn đét ơi, ta nói tô bánh canh nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái nước súp nó có vị ngọt tự nhiên của xương heo nè, của tôm, của cua, quá trời phê. Kết hợp cùng cái sợi bánh canh dai dai nha, rồi lâu lâu cái mình ăn kèm với hải sản, chấm miếng muối tiêu chanh ớt chua chua cay cay mặn mặn tuyệt vời. Còn đây chính là một bé cua dành riêng cho Coca nè. Coca cũng giống mẹ Mẫn gì đó, thích ăn hải sản, thích ăn cua dữ lắm.